tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay: án phạt nhẹ bất ngờ cho ban tổ chức xe thẳng đấy sau sự cố pháo sáng tại vòng 1 V-League. Câu lạc bộ Hải Phòng thận trọng trước cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Claudia vẫn tham gia tập luyện cùng câu lạc bộ Quảng Nam. Xin được chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với bản tin Thế giới Thể thao ngày 15 tháng 3 của kênh Bóng đá TV và Thể thao TV. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng mở đầu bản tin với các tin tức bóng đá trong nước. Theo bảng xếp hạng vừa được FIFA công bố, Việt Nam đã tụt một bậc xuống hạng 113 thế giới. Dù vậy, vị trí này vẫn đủ để cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Ở hai vị trí tiếp theo là Philippines và Thái Lan. Và trở lại với câu chuyện pháo sáng, 4 ngày sau sự việc các cổ động viên được cho là của câu lạc bộ Hải Phòng đốt pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy trong trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Hải Phòng tại vòng 1 V-League, ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cuối cùng đã đưa ra án phạt cho hành vi này. Theo đó, câu lạc bộ Hải Phòng lĩnh án phạt 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng. Ngoài ra, ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng yêu cầu câu lạc bộ Hải Phòng cần có những biện pháp thích hợp để xử lý vấn đề tồn tại ở một số phần tử quá khích của cổ động viên Hải Phòng. Đây không phải là đầu tiên Hải Phòng phải nhận án phạt từ sự quá khích của các cổ động viên. Còn nhớ mùa giải năm ngoái, cũng chính vì sự quá khích này đã khiến đội chủ sân Lạch Tray phải thi đấu trên sân không có khán giả tại vòng 8 V-League. Với phía ban tổ chức sân Hàng Đẫy, do không đảm bảo an ninh an toàn trận đấu nên đơn vị này cũng sẽ bị phạt 20 triệu đồng. Được biết, ban tổ chức sân Hàng Đẫy và câu lạc bộ Hải Phòng đều có quyền khiếu nại lên ban giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam theo quy định tại quy định về kỷ luật của VFF. Vâng, như vậy là sau 4 ngày chờ đợi thì án kỷ luật mới được công bố. Một khoảng thời gian đủ lâu, đủ dài cho thấy các thành viên của ban kỷ luật đã nghiên cứu rất kỹ vụ việc này trước khi đưa ra kết luận. Chúng ta sẽ cùng đến với ý kiến của thành viên ban kỷ luật ngay bây giờ. Theo lời giải thích của thành viên ban kỷ luật, ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã sắp xếp bố trí riêng biệt cho cổ động viên đội khách vào sân tại các cửa số 13, 14, 15 khán đài B sân vận động Hàng Đẫy. Và tại buổi họp kỹ thuật, giám sát trận đấu cũng đã yêu cầu Công an Hà Nội phải có phương án kiểm soát cổ động viên Hải Phòng thật kỹ ở các cửa số 13, 14, 15. Về pháo sáng, băng rôn biểu ngữ có lời lẽ kích động. Điều đó cho thấy ban kỷ luật ghi nhận nỗ lực của ban tổ chức sân. Trong khi đó, nói về án phạt dành cho câu lạc bộ Hải Phòng, ban kỷ luật đánh giá cao tinh thần cổ động, ủng hộ, yêu bóng đá của cổ động viên chân chính Hải Phòng, cũng như sự hợp tác của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Ban kỷ luật yêu cầu câu lạc bộ Hải Phòng cần có những biện pháp thích hợp để xử lý vấn đề tồn tại ở một số phần tử tự phát của cổ động viên Hải Phòng. Vâng, như vậy là sau cùng mức tiền phạt cho ban tổ chức, trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Hải Phòng đã được đưa ra. Nhưng trái với dự đoán của nhiều người thì mức phạt này chưa phải là một con số kỷ lục. Đúng vậy, nhìn vào lịch sử thì với những vụ việc tương tự, vào năm 2015, ban tổ chức sân đã bị phạt 15 triệu đồng. Còn năm 2016 thì con số đó đã tăng lên đáng kể và đạt tới cột mốc là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay thì mức phạt dành cho ban tổ chức sân sau sự cố chỉ là 20 triệu đồng. Nhưng điều đáng nói ở đây là bên cạnh án phạt dành cho ban tổ chức sân thì câu lạc bộ Hải Phòng cũng bị chịu một mức phạt lên tới 20 triệu đồng. Trên thế giới thì đó không phải là một điều quá mới mẻ, nhưng tại V-League thì đây là câu lạc bộ đầu tiên bị phạt tiền vì để cổ động viên đốt pháo sáng. Căn cứ của án phạt này thì đại diện ban kỷ luật đã chia sẻ trong phần trước của bản tin. Còn với câu lạc bộ Hải Phòng thì sao? Với án phạt có phần bất ngờ này thì họ phản ứng như thế nào? Chúng ta sẽ có câu trả lời trong các bản tin Thế giới Thể thao tiếp theo. Chủ đề về pháo sáng với trách nhiệm của ban tổ chức sân Hàng Đẫy sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong những chương trình Cà phê On Sport vào lúc 20:30 tối nay với khách mời là phụ trách sân Hàng Đẫy anh Trần Văn Minh với nhà báo Minh Hải. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Cùng chuyển sang những tin tức khác của bóng đá Việt Nam. V-League 2018 đã chính thức khởi tranh, thế nhưng câu chuyện về Quảng Nam và Claudia dường như vẫn chưa có hồi kết. Trên thực tế là cho tới thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa thể khẳng định chân sút 28 tuổi này có thi đấu cho nhà đương kim vô địch ở mùa giải năm nay hay không. Trái với thông tin cho rằng Claudia sẽ trở về quê nhà Brazil, đến thời điểm hiện tại, tiền đạo này vẫn đang có mặt tại Tam Kỳ. Chân sút 28 tuổi tuy vẫn chưa giải quyết xong vấn đề về tiền lương với đội bóng xứ Quảng, nhưng bản thân cầu thủ này vẫn nuôi hy vọng sẽ được thi đấu cho câu lạc bộ ở mùa giải năm nay như một phương án thay thế cho Wander Luiz,
trong trường hợp cầu thủ này không đáp ứng được kỳ vọng. Được biết các câu lạc bộ tại V-League vẫn còn thời gian đến ngày 21 tháng 3 để bổ sung và thay thế ngoại binh. Trong khi đó, trận đấu với Persija ở AFC Cup ngày hôm qua chính là trận đấu đầu tiên hậu vệ Trần Đình Hoàng ra sân thi đấu trọn vẹn cả 90 phút sau gần một năm rưỡi phải ngồi ngoài do chấn thương. Cầu thủ 26 tuổi bị rách sụn trên khi cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFC Cup 2016 và chấn thương này đã khiến anh phải nghỉ thi đấu từ đó cho tới nay. Vào ngày mai, trận đấu sớm nhất ở vòng đấu thứ hai V-League sẽ diễn ra giữa đội chủ nhà BKM Bình Dương gặp Nam Định. Trận derby Quảng Đà giữa SHB Đà Nẵng và đương kim vô địch Quảng Nam sẽ là tâm điểm của ngày 17 tháng 3. Trận đấu này sẽ có trên kênh Bóng Đá TV vào lúc 17 giờ. Cùng thời điểm này sẽ diễn ra hai trận đấu giữa sổ số Kiên Thiết Cần Thơ gặp câu lạc bộ Bóng Đá Hà Nội và Hải Phòng đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Ngày chủ nhật 18 tháng 3 sẽ bắt đầu với cặp đấu trên sân Vinh khi đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đối đầu sân A Khánh Hòa Biển Việt Nam. Trận đấu này sẽ có trên kênh Bóng Đá TV vào lúc 16:30. Sau đó 30 phút sẽ là trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu muộn nhất ở vòng đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ khi câu lạc bộ Sài Gòn đối đầu Than Quảng Ninh. Bóng chưa lăn, nhưng ngay từ bây giờ thì sức nóng của vòng 2 V-League đã tăng lên đáng kể. Tâm điểm đến từ sân vận động Lạch Tray khi Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu với câu lạc bộ Hải Phòng trong ngày thứ bảy. Không chỉ khán giả quan tâm mà ngay cả huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cũng dành cho đội bóng này một sự tôn trọng và chuyên môn. Lá thăm của V-League 2018 đã đưa Hải Phòng mở màn giải đấu bằng những cuộc thư hùng rất đáng chú ý. Sau thất bại trước đối thủ đầy duyên nợ câu lạc bộ Bóng Đá Hà Nội trong ngày khai mạc tại vòng 2, đội chủ sân Lạch Tray tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng đang nhận được sự quan tâm rất lớn ở thời điểm này. Thi đấu với cả Hoàng Anh Gia Lai thì đây cũng là một đội bóng cũng như là được người hâm mộ cũng như là giới truyền thông cũng như đặc biệt là cũng như là quan tâm. Thì những đội bóng thi đấu với Hoàng Anh Gia Lai thì hầu như cũng đều phải có một cái chuẩn bị rất là tốt. Đặc biệt là những trận đấu đó thì hầu như được khán giả đến sân cổ vũ rất là đông. Nhưng đó là khía cạnh bên lề. Xét về yếu tố chuyên môn, Hoàng Anh Gia Lai mùa này cũng đáng xem hơn với việc Xuân Trường đã trở lại. Tập thể từng có 10 năm trưởng thành cùng nhau trong học viện GMG sẽ là khối gắn kết rất lớn và mang lại thử thách không nhỏ cho Hải Phòng. Họ làm tập thể trẻ cũng như là họ có cái thể lực rất là tốt. Quan trọng nhất là chúng tôi phải đảm bảo được thể lực để có như là để thi đấu được xuyên suốt cả một trận đấu đối với Hoàng Anh Gia Lai. Không chỉ nằm trong phạm vi của một trận đấu, ban huấn luyện Hải Phòng còn đánh giá Hoàng Anh Gia Lai nằm trong top những ứng cử viên vô địch. Điều đó cho thấy đội chủ nhà rất thận trọng trước diện mạo mới của Hoàng Gia Lai. Tuy nhiên trước khán giả Lạch Tray, chắc chắn huấn luyện viên Trương Việt Hoàng không muốn để đội khách ra về có điểm. Ở trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai sắp tới, ngoài việc được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên, câu lạc bộ Hải Phòng còn đang có nhiều lợi thế khác so với đội bóng phố núi và những con số thống kê sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này. Kết thúc V-League 2017, Hải Phòng về đích thứ 7, còn Hoàng Anh Gia Lai xếp thứ 10. Mùa giải 2018, cả hai đều khởi đầu không thành công dù nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Hoàng Anh Gia Lai hòa không bàn thắng trước BKM Bình Dương, còn Hải Phòng để thua trước câu lạc bộ Bóng Đá Hà Nội. Là chân sút số 1 của Hoàng Anh Gia Lai mùa trước, Công Phượng chắc chắn vẫn được kỳ vọng tiếp tục là nguồn cung cấp bàn thắng cho đội bóng phố núi mùa này. Nhưng tiền đạo quê Nghệ An đã có màn khởi đầu không như ý. Ở trận gặp BKM Bình Dương, anh chỉ có được 2 cú sút trong cả trận và tất cả đều vô hại. Trong khi Công Phượng chưa một lần ghi bàn vào lưới Hải Phòng, ở chiều ngược lại, Anthony Stevens rất có duyên trước Hoàng Anh Gia Lai. 5 lần gần nhất gặp đội bóng phố núi, tiền đạo người Jamaica ghi tới 5 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick giúp Hải Phòng đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 4-2 hồi tháng 4 năm 2016. Đó là một trong 3 chiến thắng của Hải Phòng trước Hoàng Anh Gia Lai ở 6 lần gần nhất gặp nhau trong 3 mùa giải vừa qua. 2 trận còn lại giữa hai đội kết thúc với tỷ số hòa và chỉ có 1 lần Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng. Trận đấu giữa Hải Phòng các cầu thủ cùng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thì tôi mạnh dạn dự đoán là kết quả 2-1 nghiêng về các cầu thủ chủ nhà. Chuyển sang các tin tức thể thao trong nước đáng chú ý khác. Giải cờ vua HD Bank 2018 đã khép lại sau vòng đấu thứ 9 diễn ra vào sáng nay. Dù đã có những bước tiến mạnh mẽ trong các ván cuối, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để các thủy thủ Việt Nam như Quang Liêm hay Tuấn Minh có được chức vô địch. Thank you.
Tại ván 9, kỳ thủ Lê Tuấn Minh, người được đặt nhiều kỳ vọng nhất của Việt Nam đã không thể giành được chiến thắng. Anh để đối thủ Murali cầm hòa sau 49 nước đi và đành chấp nhận một vị trí trong nhóm các kỳ thủ hạng nhì với 7 điểm chung cuộc. Trong khi đó, hai kỳ thủ khác của Việt Nam là Lê Quang Liêm và Trần Tuấn Minh chỉ có được vị trí thứ 3. Trước vô địch giải cờ vua HD Bank 2018 thuộc về đại kiện tướng người Argentina Mauricio Sandro, khi anh vượt qua người đồng hương Cristian Leandro và đăng quang với điểm số chung cuộc là 7,5. Còn ngôi vô địch nữ thuộc về kỳ thủ Dinara người Kazakhstan sau chiến thắng trước đối thủ Vega Marcos tại vòng 9. Tôi rất hạnh phúc với chức vô địch tại giải đấu lần này. Đây là một giải đấu thật sự hấp dẫn với sự tham gia của những kỳ thủ rất mạnh. Có thể đây là một trong những danh hiệu quan trọng nhất mà tôi đã giành được trong sự nghiệp của mình. Năm ngoái tôi đã tham dự giải HD Bank được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và chỉ có được vị trí thứ 2. Vì vậy chiến thắng năm nay càng trở nên đặc biệt hơn. Tại giải quần vợt F3 Future vừa kết thúc ít giờ trước, tay vợt Lý Hoàng Nam đã giành quyền vào bán kết nội dung đơn nam khi vượt qua hạt giống số 7 nước chủ nhà Karun Nuddin tại trận tứ kết sau 2 set với tỷ số cách biệt 6-1-6-1. Đối thủ của Hoàng Nam tại bán kết là hạt giống số 2 người Tây Ban Nha Carlos Mukis. Tay vợt đã đồng hành cùng Lý Hoàng Nam tại nội dung đôi từ giải F2. Đáng tiếc là tại nội dung đôi nam, Lý Hoàng Nam và Carlos Mukis đã dừng bước tại bán kết trước cặp đôi nước chủ nhà là Arjun Kathe và Vijay Prahan. Còn tại trận chung kết giải bóng đá U19 quốc gia cũng vừa kết thúc cách đây ít giờ, câu lạc bộ Đồng Tháp đã đăng quang ngôi vô địch với chiến thắng trước câu lạc bộ Hà Nội bằng loạt luân lưu may rủi. Trước đó, trong hai hiệp thi đấu chính thức, cả hai đội đã hòa nhau với tỷ số không đều. Đó là những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý nhất mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Nếu những ai quan tâm tới đời sống bóng đá Việt Nam, quan tâm tới V-League và quan tâm tới câu chuyện về pháo sáng và trách nhiệm của ban tổ chức Sân Hàn Đẫy, một chủ đề hot đang được cập nhật trong những ngày qua, hãy theo dõi chương trình Cà phê On Sport hoặc kênh On Sport trên ứng dụng VTV Cup On vào lúc 20:30 ngày hôm nay cùng với vlogger Minh Hải và khách mời là người phụ trách của Sân Hàn Đẫy để có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi bước vào phần tin thể thao quốc tế.